tiến hành khoan bê tông để lắp từ ống nước. Bên kia thì đang trồng cánh hoa hướng dương, thấy máy móc là húi ghê luôn, làm rất là cật lực luôn, tích cực làm với mọi người. Thế các bên trong kia thì mình không vào hay quay được, đấy nên không quay hết cho mọi người xem. Vâng, Hải xin chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày 5 tháng 11 2023. Hiện tại thì Hải đã có mặt tại bờ sông Sài Gòn, và cụ thể là mình đang ở đường Tô Đức Thắng nha mọi người, dưới chân cầu Khánh Hội. Vâng, thì hôm nay thì Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng qua khu vực bên Thủ Đức để cập nhật những cái hình ảnh khu vực bên đấy đang cải tạo bờ sông Sài Gòn cũng như là trồng bãi hoa hướng dương nha mọi người. Đây, cánh đồng hoa hướng dương. Vâng, thì mình đang đứng khu vực này là bên cầu 1. Bây giờ thì Hải sẽ xuất phát đi mọi người. Ở đây thì Hải thấy góc view rất là đẹp nên quay cho mọi người xem một xíu. Vâng, thì mọi người thấy này, chiều xuống hoàng hôn thấy rất là đẹp luôn, góc view rất là đẹp. Vâng, thì bây giờ thì mình cùng đi dọc đường Tôn Đức Thắng nhá, lên cầu Ba Son để cập nhật cho mọi người xem những hình ảnh về xây dựng tại phía bên Thủ Đức bên kia. Dạ vâng, thì bây giờ mình cùng xuất phát nha mọi người. Phía bên kia mọi người là hải quan đấy, rất là đẹp luôn, góc view đấy mọi người thấy không? Đấy, siêu là đẹp luôn rồi, phía bên đường. Dạ vâng, thì bây giờ thì mình cùng đi dọc để tôi thắng lên cầu Ba Son và qua khu vực bên kia để cập nhật những cái nhánh mọi người, cho mọi người cùng xem đấy, quá trình làm ở dọc bờ sông Sài Gòn nha. Dạ vâng, thì đến bây giờ thì hải thấy là công viên Bến Bạch Đằng mọi người có vẻ là ít người tới hơn so với ngày trước rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ là mọi người lại thích vào bên trong phố đi bộ của thôi hơn là so với ra khu vực công viên Bến Bạch Đằng mọi người. Nhưng mà thấy thì khung cảnh nó vẫn đẹp như ngày trước luôn á. Đấy, mình thấy này khá là đẹp. Vâng, thì chiều về trên con đường Tôn Đức Thắng này xe cộ đi lại cũng khá là đông và nhộn nhịp đấy. Vâng, thì hướng mình đi là hướng bên quận 4 rồi bên đường Võ Văn Kiệt về đây. Đấy, đợt xe đi cộ nó đi rất là nhộn nhịp. Vâng, thì ở trong phố đi bộ mọi người cũng đang tổ chức lễ hội hoa ban Điện Biên, thì quý cô chú anh chị mình có thể ghé qua vui chơi thưởng thức những cái món ẩm thực nha mọi người. Ở đấy thì người ta đang tổ chức tới tới hết ngày mai cơ. Ngày mai nữa. Ở đấy thì Hải thấy là người ta còn quảng bá du lịch chứ, cũng như là những cái món ẩm thực rồi văn hóa bản sắc dân tộc. Thì mọi người tới và xem cảm nhận như thế nào nhá. Thì mọi người muốn xem chi tiết thì có thể qua kênh của Hải. Cái video mới up sáng này ạ. Vâng, thì bây giờ thì mình cùng tiếp tục đi dọc vào Thủ Thiêm. Khu vực này là Hải thấy là cây cối là xanh mướt đấy, cũng khá là đẹp nha, không đến nổi nó đâu. Đấy, với lại ở khu vực này thì mình thấy được cắt cỏ chăm sóc cây này rồi rác xiếc thì cũng không có mấy, còn ở phía này nó rất là đẹp luôn. Cái này thì Hải cũng quay hoài cho mọi người xem đấy. Khu vực này là những cái tòa nhà nó đang trên đà, nó xây lên rất là nhiều những tòa nhà rất là cao luôn, mấy chục lầu.
Đấy. Vừa rồi cũng đã tiến hành trồng tới 15.000 cái hướng dương đó mọi người, để phục vụ Tết Dương này. Mọi người có cái điểm check in ở đây, không biết là có kịp không ta, sắp rồi chỉ còn có khoảng Tết Dương mà hôm nay là một năm 25 ngày nữa, không biết là sẽ có kịp không đây. Ngồi lên trên này nó to ghê gớm luôn đấy. Vâng, thì mọi người có thể được ngắm cảnh đấy, buổi chiều rất là đẹp luôn. Dọc bờ sông Sài Gòn mọi người, hôm sau cái top view này nó được hoàn thiện là siêu là đẹp luôn này. Máy móc cũng đang làm rất là nhiều. Đấy, cũng là tiến hành trồng cây xanh rồi lắp hệ thống đèn chiếu sáng. Khu vực bên này thì cũng đang trong quá trình được san lấp mặt bằng. Tiếc là bên trong này mình không vào được mọi người. Thì bên trong này thì nó vẫn đang trong quá trình xây dựng á, nên chưa vào được. Hôm nào mà vào được thì sẽ quay cho mọi người xem nhé. Nên mọi người cũng thấy công nhân họ đang làm đây, đang tiến hành khoan bê tông lắp từ ống nước. Bên kia thì đang trồng cánh hoa hướng dương, thấy máy móc là húi ghê luôn, làm rất là cật lực luôn, tích cực làm đấy mọi người. Cái các bên trong kia thì mình không vào hay quay được, đấy nên không quay hết cho mọi người xem. Hôm sau là khu vực này mà nó phủ xanh hết thì mọi người thấy nó mới đẹp cơ, đẹp hơn công viên Bến Bạch Đằng luôn á. Qua năm thì bên khu triển lãm kia thì họ cũng tiến hành thi công rồi. Ngày xưa nhìn cái bãi này bãi đất trống á, rồi lau sậy nó mọc khắp đi. Đến bây giờ thì mọi người có thể thấy là rất là đẹp rồi. Tết này thì mọi người có cái điểm check in rất là đẹp rồi, ngay khu vực này rộng thênh thang luôn. Đây thì hãy đi vào một đoạn này xem, quay mọi người xem một xíu đấy. Đấy, công nhân thì giờ này họ cũng đang ra ca. Khu vực này thì cũng đang san lấp mặt bằng này, ngay góc này mọi người nhìn khá là đẹp đấy. Đấy mọi người ngắm được hoàng hôn ở góc này luôn, nhìn siêu đẹp luôn. Khu triển lãm này thì qua năm nữa, đó là một cái góc rất là đẹp. Hướng dương, hoa hướng dương đã được trồng rồi. Vâng, thì bây giờ thì mình cùng quay lại nhé. Đấy, đến khu vực này thì cái góc này là góc nữa rồi, không cần đi vào. Đấy,
giờ mình tiếp tục về đường Tô Hiểu nhá, đi về cầu Thủ Thiêm 2. Hai bên đường là trồng cây xanh nhất. Tối thì ở đường Lê Lợi mọi người cũng đã trồng cây xanh, để tối nay Hải quay và update cho mọi người xem nhé. Wow, đây có con diều bạch tuộc kinh khủng như này. Đấy, tiện đây quay mọi người xem luôn. Ngắm con diều bạch tuộc to dã man đây. To chưa? Gây thực sự mấy người kéo nó lên. Ở thì khu vực này nhìn các bạn khá là trống đấy. Đấy, khu đi vào ngoài đền đây. Vào đây thử một xíu đây, vào đây bây giờ mọi người có vào chụp ảnh lên nhìn cái cục thế nó hay hay đấy, kiểu như quả lau bây giờ nó nở hoa nhìn khá là tuyệt đấy. Đấy, khu trên lám ấy. Hôm nay thì tiện để đi lòng vòng quay mọi người xem luôn. Đây, đền thần An Khánh này. Này là Tết này này, mọi người có thể vào bên trong này rồi. Đấy, khu vực này đang san lấp mặt bằng, cái ao bây giờ nó san phẳng luôn này. Ở đây men men xem có đi không nhỉ? Đường khó đi cái đường này, cái đường tắt, không biết là có đi được không. Ui, cái đường kinh quá. Thôi mọi người, không cố nữa, kinh quá. Nhìn cái đường, nhìn nước ngập mênh mông. Quay đầu xe cho nó khỏe. Khi ra góc này thấy nó cũng bình yên, khá là yên tĩnh, như kiểu mình đang quê ấy. Điều này mái cho lên được không? To thế. Bên trong chỗ này đi được rồi ta. Đây, mời mọi người hôm nay đi trong trong dòng đi đợi chỗ này quay xem một xíu coi. Cấm cái chỗ kia, mở cái đường này cho mọi người đi vào khu chung cư bên kia. Người đi qua xăm xám này. Vậy mọi người họ đi lợn lúng tung nha. Ồ, con này có bảo vệ. Đi về đó. Góc, một góc của Thủ Thiêm.
sau là khu đất này là cái khu xây cái tòa nhà với cao nhất nhì luôn đấy mọi người, cao hơn cái tòa cái gì nhỉ, 5m81. Nhưng mà chắc cái đấy thì chắc cũng có thời gian nữa, thế bây giờ hơi có, bây giờ đang lần quay chưa làm xong. Đang thả con diều bạch tuộc to lắm. Ok, thì bây giờ thì mình cùng đi về nha mọi người. Xe to mồm đấy, thật cao mình. Đấy, chiều chiều tan ca sớm là đi chơi lần lượn này khá là vui, cùng với vợ con gia đình. Dạ vâng, đến đây thì Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn vì đã quay trở lại với kênh của Hải nha. Chúc tất cả mọi người mình xem video vui vẻ và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nhé.